Minh Khôi chào các bác nhé. Em hôm nay lại tiếp tục làm cái clip giới thiệu về cái đầu cối B77 MK1 4 trách. Con này thì mới về ngày hôm trước em đã giới thiệu cái phần nội thất rồi. Phần nội thất ở bên trong cho các bác rồi. Nội thất con này thì nói qua lại một tí. Bác nào mới mà chưa xem thì cũng nói qua luôn. Bác nào mà có nhu cầu muốn xem nội thất và quan tâm đến con đầu cối này thì kết bạn cho em vào số Zalo 0982922168, em Nguyên Khôi nhé. Em ở địa chỉ là đối diện 218 Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Em ship hàng uy tín toàn quốc nhé. Về con đầu cối này thì hôm qua em đã đưa cái nội thất, tất cả phần nội thất chụp đầy đủ rất là kỹ về con đầu cối B77 MK1 4 trách này. Con này thì mới về. Con này thì cái đẹp như xuất sắc luôn các bác nhé. Không có gì để mà mô tả, để mà bàn cả. Đấy. Về nội thất thì con này thì chưa động chạm đến một tí gì và nội thất gần như mới tinh, kể cả đầu từ. Đầu từ gần như mới luôn. Em không so sánh với hàng đã qua sử dụng nha các bác nhé. Em chỉ nói câu là hàng đã qua sử dụng thôi, em không bán hàng đấy. Còn con này thì về bên ngoài cũng không có gì để mà chê. Em quay rất là cận cảnh, hàng đấy là về cũng chỉ lau chùi qua thôi. Đấy, con này là con em đã bán nhiều rồi, cái dòng dây vốc B77 và B77 MK2 này em cũng bán nhiều rồi. Nhưng đây là con còn rất đẹp. Đẹp lắm. Đẹp từ nó còn nguyên zin từ dây cô loa cho đến là bánh tì. Bánh tì của nó các bác nhìn này. Đấy. Bánh tì đấy, bánh tì dây vốc xịn đấy ạ, vẫn còn cái tức là em nói cao su nó vẫn còn zin các bác nhé. Cao su còn zin và còn gần như mới tinh luôn các bác nhìn này. Gần như mới tinh luôn. Tất cả lúm nút đều sáng choang. Mặt mũi rất đẹp. Rất đẹp. Đấy. Tất cả mọi cái vỏ rất đẹp. Con này là dính keo đấy nhá các bác nhé. Dính keo không ảnh hưởng gì nhé. Dây nguồn cũng như mới tinh luôn các bạn. Dây nguồn cũng như mới tinh luôn. Em đang để điện là 220 nhé. 220. Đây này em sẽ làm clip test. Đấy. Công tắc nguồn. Con này thì em đã test tất cả mọi cái rồi, thu phát. Đấy. Tất cả mọi cái rồi. Các bác về các bác chỉ việc chơi thôi. Không phải làm một cái gì cả nhá, chỉ việc chơi thôi. Rất đẹp các bác nhé. Kể cả dây cua loa của đồng hồ công tơ mét này vẫn còn nguyên zin nữa các bác nhé, vẫn còn nguyên zin luôn. Bộ húp này thì cũng là mới tinh luôn các bác nhé. Bộ húp này em đang chơi cho nó là bộ húp zin của dây vốc, bộ húp xịn luôn của dây vốc luôn, vẫn còn như mới, vẫn còn như mới luôn, không có một vết xước. Riêng bộ húp này là em cũng bán lẻ, em cũng bán là 5,5 triệu một đôi cho các bác nhé. 5,5 triệu. Để tua đi được các bác này. Đấy. Tua lại này. Quá trơn tru luôn các bác nhé. Rất trơn tru luôn. Phần này là phần ghi nha các bác nhá. Đây là phần ghi nhá. Đẹp, rất đẹp luôn các bác ạ. Rất đẹp luôn. Không tìm được lỗi luôn các bác nhé. Và con này hôm qua em cũng đã báo giá luôn cho các bác là giá em bán giá là 30 triệu tặng dây nguồn xịn zin, tặng dây nguồn xịn zin, không phụ kiện nhé, chỉ có kèm theo dây nguồn thôi ạ. Bác nào mà có nhu cầu thì bác cứ alo cho em. Cái
kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh đầy đầy đủ đấy, và chúng ta sẽ trao đổi nha các bác nhé. Tiếng cái dòng dây vốc này thì không cần phải nói nhiều rồi, càng ngày là càng dân chơi về đầu cuối nó càng săn lùng với những con này. Săn lùng dề vốc là một chuyện, săn lùng những cái con mà còn đẹp, còn đẹp còn zin thì cũng rất là nhiều bác, và cũng ai cũng đã muốn, cũng muốn sở hữu một con dề vốc này. Về tiếng của nó so với chất âm ngang giá đối với cái dòng âm ly à cái dòng đầu cuối khác là nó rất hay. Em nói các bác là cái dòng đề cuối đầu cuối dề vốc là tiếng nó rất hay, đặc biệt là bác nào chơi đồ Âu đồ Đức nên quan tâm đối với con dề vốc này. Em đang ghép với con Saba Acoustic Monitor 140. Bày cũng tương đối đẹp đấy bác nhỉ? Bày với nhau cũng tương đối đẹp đấy ạ. Là con dề vốc A78 nha các bác nhé. A78. Con này em đang bán với giá là 10 triệu. Con này đẹp lắm các bạn, con đầu cối này đẹp lắm. Ngoài ra em vẫn còn một con MK2 các bác nhé. Còn một con đầu cối MK2, B77 MK2. Bác nào quan tâm thì em cũng giao lưu với các bác. Đặc biệt là bác nào mà muốn lấy về làm, lấy cả hai con thì các bác cũng đừng ngại alo cho em nhé, anh em mình bàn về giá nhé. Bác nào mà muốn lấy cả hai con về làm, hai con này thì em cũng đã test tất cả mọi cái ok, các bác về chỉ việc bán, về chỉ việc chơi thôi. Con Saba, cặp sonoa Saba này em nghe cũng rất hay các bác nhé. Đây là bộ em phối ghép là toàn của Đức, từ đầu cuối của dề vốc, âm ly dề vốc và loa Saba đều là của Đức hết. Cặp loa này em đã giới thiệu cách đây mấy hôm rồi các bác. Tín đồ xa ba mà không chơi cặp loa này thì hơi phí. Cặp loa quá mới, quá mới, quá rất đẹp, rất đẹp. Đôi này hết số của dòng monitor xa ba. Bát của nó là bát 32,5 cm, 32,5 cm. Bác nào quan tâm em để bác có giá nó rất là tốt. Và em xin phép dừng video ở đây nhé. Bác nào quan tâm và muốn sở hữu, các bác cũng alo trực tiếp cho em và kết bạn vào Zalo, anh em mình trao đổi nhé. Em xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm theo dõi và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Chào các bác ạ.